Chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog lần đầu tiên. Chúc quý vị và các bạn vui khỏe bình an. Vừa mới đây trên tạp chí South Star có một cái bài viết về Hồ Văn Cường, hình ảnh xuất hiện tại một đám cưới ở quê. Được biết đây là đám cưới Hồ Văn Cường về Long Bình, Gò Công Tây, dự đám cưới của một người bạn cũ, và tại đây hình ảnh Hồ Văn Cường lên hát trên đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Hình ảnh Cường hát tại đám cưới này được một trang Facebook của một người làm âm thanh ánh sáng ở Gò Công Tây live stream, và cộng đồng fan Hồ Văn Cường đã lan truyền đoạn clip này ghi lại hình ảnh nam ca sĩ về quê dự đám cưới một người quen ở quê. Trong cái khoảnh khắc được đăng tải trên mạng xã hội, tiệc cưới này được tổ chức với không gian ấm cúng đơn giản. Hồ Văn Cường dù rất bận rộn với việc học nhưng mà vẫn cố gắng sắp xếp để chung vui. Không chỉ là khách mời đến tham dự, Cường còn khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú khi lên sân khấu hát hò góp vui cho buổi tiệc. Nhiều người có mặt trong đám cưới đã nhận ra Hồ Văn Cường là một ca sĩ nổi tiếng, nên thế nên là họ đã tiến lên sân khấu để chụp ảnh cùng, cũng như là tặng quà tiền để khích lệ tinh thần cho nam ca sĩ. Đặc biệt diện mạo của Hồ Văn Cường khi dự đám cưới ở quê cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo đó, khác hẳn với ngoại hình có phần trưởng thành khi diện vét mỗi lần chạy show ca hát, Hồ Văn Cường khi góp mặt trong đám cưới thì ghi điểm trọn với trang phục đơn giản là áo sơ mi sọc và quần ống suông. Dù ăn diện đơn giản nhưng Hồ Văn Cường vẫn tỏa ra hào quang của một ca sĩ nổi tiếng khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Phong thái tự tin cùng giọng hát mùi mẫn cảm xúc của nam ca sĩ đã nhận được tràng pháo tay rất lớn từ những khách mời trong buổi tiệc. Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường là giọng ca trẻ rất được săn đón tại các show ca nhạc phòng trà sân khấu, ca nhạc lớn. Nam ca sĩ trẻ không chỉ có sự lột xác mạnh mẽ về ngoại hình mà giọng hát của Hồ Văn Cường đã được đánh giá ngày một chín mùi thăng hạng theo thời gian. Sau khoảng thời gian gây tranh cãi vì giọng hát có vẻ xuống hậu dậy thì, nhưng giờ đây Hồ Văn Cường ngày càng lấy lượt lại được phong độ và được khán giả khen là hát tiến bộ rất nhiều. Hồ Văn Cường trong hình ảnh mới nhất cả nhà thấy trên màn hình, đó là show diễn ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội. Nam ca sĩ chỉnh chu từ đầu tóc cho đến quần áo. Nếu như trước đây Hồ Văn Cường trung thành với kiểu tóc tự nhiên thì giờ đây Hồ Văn Cường để lại một kiểu tóc rất là sành điệu, thịnh hành trong giới trẻ. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng chăm chút hơn về quần áo. Nam ca sĩ giờ đây lựa chọn những bộ vest thanh lịch nhưng vẫn có nét trẻ trung, màu sắc trung tính chứ không còn là những bộ vest già dặn như trước. Sự thay đổi của Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, bởi dù thể loại âm nhạc Hồ Văn Cường theo đuổi là giọng dân ca, nhưng mà nam ca sĩ vẫn còn rất trẻ nên sự thay đổi về phong cách là một cái sự thay đổi hợp lý. Và tại show diễn 28 tháng 9, Hồ Văn Cường có những cái màn giao lưu rất là dễ thương, vui nhộn cùng khán giả trên sân khấu. Hồ Văn Cường dí dỏm nói: các cô các chú đừng kêu con ra miền Bắc hoài vậy chứ, ở nơi nào con có show thì các cô các chú đến ủng hộ, nếu như nhớ con thương con thì nơi nào có con thì các cô các chú đến ủng hộ. Đây là một cái lời thả thính cũng như một cái câu marketing rất là dễ thương và rất là thông minh của ca sĩ Hồ Văn Cường đối với cộng đồng fan hâm mộ của mình. Sắp tới đây ngày 26 tháng 10, ca sĩ Hồ Văn Cường có mini show có sự khách mời là danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, S Quang Ngọc và hai ca sĩ nhí. 27 tháng 10, Hồ Văn Cường có show diễn tại phòng trà Bến Thành cùng khách mời là ca sĩ Phương Ý. Mời mọi người hãy nhanh tay liên hệ với các đầu tàu các miền đặt vé và liên hệ hotline trên poster để nhanh tay đặt vé ủng hộ show diễn của Hồ Văn Cường trong cuối tháng 10 này nhé. Và hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ Xuân Mỹ, bấm chuông thông báo để theo dõi những cái video mới nhất của Xuân Mỹ, cập nhật những thông tin mới nhất của ca sĩ Hồ Văn Cường cùng những tin tức khác. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chúc mọi người vui khỏe bình an, tiếp tục ủng hộ ca sĩ idol của tất cả mọi người. Và cảm ơn mọi người nhớ follow kênh Hồ Văn Cường nhé. Xin cảm ơn ạ. Miền Tây quê hương ai cùng ai nhớ ai thương, điều qua năm tháng theo đào hương lúa gò đồng, tình cảm đi qua cái đèn gò đồng.